chào anh ạ. Anh ơi, có thể làm phiền anh một vài phút được không ạ? Bố mẹ. Đi đi đi. Vâng. Dạ xin chào anh ạ. Chào anh ạ. Alo ạ. Dạ. Vâng vâng tôi Tuân đây ạ. Vậy cái hẹn nhau được 18 tháng. Dạ dạ. Đi đâu mày? Đi đâu ấy? Đi đi đi. Vâng. Xin chào anh ạ.